thế này thôi à? Ra bẩm quan có chút ít làm quà. Lần sau tôi được thế này quan đánh đòn. Dạ. Lẹ đâu? Dạ. Trong đơn tự chùm xò mất trộm. Chùm xò là thằng nào? Dạ. Bẩm quan con là trò à? Mày là chùm xò hả? Dạ. Quan nghe nói mày giàu lắm phải không? Dạ bẩm quan, dạ nhà con cũng dạ đủ ăn thôi ạ. Thay lại này. Dạ. Trong đơn nhà chùm xò bị mất trộm. Khi động trong nhà chạy ra không bắt được thằng trộm mà lại bắt được thằng thầy bói. Lũ này đem thằng thầy bói ra giam mà điếm canh. Không biết đứa nào đốt điếm canh cứu thằng thầy bói trốn thoát. Chùm xò nhờ thầy phù thủy phép thuật cao cường sai thằng cầm môi chạy đến nhà con mụ hến. Khi lũ này kéo đến thì trong nhà có đủ tang vật. Như vậy chính thực là thị hến chứa gian. Dạ, thưa quan lớn, quá là thị hến chứ còn ai vào đây nữa. Đúng là con thị hến. Vậy thị hến là con nào? Hến đâu? Dạ. Quan ơi. Quan mà đang quốc. Quan mà em xin, bắt lại em xin, bắt lại. Quan. Mày cứ lại tù dục chưa, vào quan mà mang quốc. Cho vào. Hến đấy à? Tích lại đi quan hỏi. Dạ. Cô Hến, qua bên này mà khai, đứng gần quan vô lễ. Dạ. Ôi, đứng bên này cũng được. Vậy chứ năm nay Hến bao nhiêu tuổi? Dạ bẩm quan lớn, con năm nay 28 tuổi đã có chồng con gì chưa? Dạ, chồng con chết rồi ạ. Tội nghiệp chưa kìa. Nó mặt trẻ tuổi mà chồng chết, quan không thấy thương. À mà thôi, nghe quan hỏi đây. Khá khai báo rõ ràng để quan đây xét xử. Vậy chứ việc mua bán như thế nào cứ việc khai ra, không cam chi mà sợ. Dạ bẩm quan lớn, từ khi chồng con chết cho tới nay thời con đây đành phải bán buôn để sống, còn chuyện trộm cắp biết đâu à. Đàn bà con gái biết gì đến chuyện trộm cắp cơ chứ. Nhưng mà kẻ có bán thời mua, hỏi chứ nào thằng bán. Dạ bẩm quan lớn, chú ốc bán quá cơm tràng vàng. Thằng ốc à? Thầy lại này. Dạ. Thảo chất văn khá kín, bắt nghêu ốc tới hầu. Lẽ. Dạ. Bắt nghêu ốc tới hầu. Rồi quan thử cho mà nhờ. Dạ. Bọn này to gan thật. Bay thấy nhà mụ quá, kéo đến để kiếm ăn, không đưa tiền. Bay mới giải lên quan. Bằng ưng thuận bay bèn giấu kín. Dạ. Lệ binh đâu? Dạ. Lệ binh mau tức tốc bắt thằng xã trưởng. Đòn 30 đánh liền. Ui. Dạ. Làm chỗ đây. Làm
Dạ. Dạ. Con vâng lời quan lớn bắt nghêu ốc tới hầu. Cho thằng nghêu vào. Nghêu đâu? Dạ. Quan hỏi. Dạ. Dạ bẩm quan, dạ con là nghêu đến mong nhờ quan trên xét xử. Nghêu? Dạ. Như mày thân đuôi mù, tao dám giam tham, khả khai báo cho quan xét xử. Dạ bẩm quan, dạ bẩm quan, con đi bói về, qua cổng chuồng thò gặp thằng kẻ trộm, nó giật của con cái cháp, trong đó có mu rùa, tiền quẻ và 5 quan tiền đều mất hết. Dạ bẩm quan, có mấy đời thầy bói gian tham. Dạ bẩm quan, con đuôi mù mong quan xét xử, con đuôi mù tội lắm quan ơi. À. Như mày cậy thế đuôi chẳng sợ, thấy việc quấy cứ làm. Dạ bẩm quan, dạ con mù là mù từ thuở bé, mù từ trong bụng mẹ con mù ra. Dạ chứ còn có cậy thế ai mà con mù không. Đã có ý gian tham lẽ đâu, lọc cổ xuống đánh đòn 30. Trộm đồ còn dám đốt nhà này,
chuyển đem nạp trăm quan là đủ. Ừ. Dạ, dạ, xin quan bớt bớt cho con. Bớt à? Lệ binh đâu? Dạ. Lệ binh mau tức tốc, bắt nó vào ngục cho mau. Dạ. Ông, đứng lên. Đi tù hả? Tù thì tù, chứ tao sợ. Thằng nghêu đâu? Ôi trời ơi, dạ, dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan, con nết tiệt cả chỗ đánh rồi, mong quan tha tội. Nghêu. Dạ. Nghe quan xử đây. Dạ. Tên thầy bói mắt mù nhà khó, mới một phen quan xử cho về. Ôi trời, dạ chấm lại quan, thì nghìn lại quan. Dạ bẩm quan xử như thế là minh lắm đấy ạ. Dạ quan xử như thế, về lần này là con xin giải nghệ. Ừ. Con xin giải nghệ. Thôi quan cho về. Ừ. Dạ chào quan. Cái thằng ôi trời ơi. Chùm xò đâu? Dạ bẩm quan có con à. Nghe quan xử đây. Dạ. Bây giờ tài vật kia nguyên chủ phát hoàn. Dạ con đợi ơn. Mày tưởng tao ngồi đống nước lã thử kiệm cho mày đấy phải không? Dạ bẩm quan, dạ con biết à. Thôi, ra quán làm tờ khai, mất những cái gì khai cho rõ ra, rồi sớm mai vào đây nhận vật. Dạ, con đợi ơn quan à, con lạy thầy à. Dạ. Còn thị hến. Dạ. Nghe quan xử đây, như thị hến là mua lầm phải của gian đem bán, mới một phen quan xử cho về. Dạ, con xin đợi ơn quan lớn mà. Hến về. Dạ. Tối quan đến. Dạ. Bãi công đường. Được tha, có biết nhờ ai không? Em nhờ ơn thầy mà em được tha đấy ạ. Thế tối nay hến trả ơn mình nha. Dạ. Sẽ gì nhà cô? Ấy chết, cậu xã vẫn còn giận em mà. Ai dám giận cô? Cậu ơi, khi nãy ở trên công đường, em cứ tưởng em khai cái lão chùm xò để cho quan trị lão ta cho đáng kiếp. Nhưng không ngờ quan lại đánh cậu, làm cho em đây thực là khổ đau. Lúc ở công đường quan đánh mình, hến thấy đau khổ lắm mà. Em đau khổ lắm mà. Trước chưa hiểu lòng nhau còn giận, bây giờ đã hiểu rồi thì lại thấy thương thương. Dạ, em cũng thương cậu ạ. Gái không chồng nó cực khổ trăm đường. Nhiều khi mình định sang chơi mấy hến, nhưng mà nó xấu hổ lắm. Thế thì tối nay mời cậu sang nhà em chơi. Tối nay à? Dạ tối nay ạ. Thế tối nay mình không cầm nước, mình sang luôn nhá. Em đợi cậu mà. Woo!
Này, sao chúng mày đang đi lại đứng lại này, đi mau lên. Dạ bẩm quan, nhưng con sợ lắm, không dám đi đâu. Cái thằng đi với quan mà còn sợ cái gì không? Dạ bẩm quan, có sư tử đứng giữa đường ạ. Cái thằng tao đánh chết bây giờ, đồng bằng làm gì có sư tử, đi mau lên. Dạ bẩm quan, đấy là bà Nhớn. Úi dồi ôi, bà lớn à? Dạ. Có thật không? Đúng dạ. Đó. Chúng mày đứng im đây, đứng im đây, đứng im đây. Kìa bà lớn, trời đã khuya rồi bà ra đây làm gì thế này, đi về đi, ông lạnh mà. Ông đi đâu đó? Thì tôi đã nói với bà là tôi đi khám điền hòa mà. Khám điền hòa? Hay đi khám có gì hết? Này, bà lựa lời mà nói, đừng làm mất thể diện chốn này, không được đâu nhá. Mất thể diện? Đánh đi này, đánh đi này. Thấy nói dầu sôi lửa đỏ, thấm gian chớp giật sáng lè. Ông Huyện, tôi biết ông rồi, tôi biết ông rồi. Đã thèm người vóc ngọc mình à. Ông Huyện ơi, ông toan bỏ mụ thân tan mà dại. Ông Huyện ơi, ông Huyện. Ôi giời, bà ơi, bà hãy mau trở lại để cho tôi đây việc quan phải ra đi. Trời ơi, bà đừng làm như vậy mà thiên hạ ngó dị kỳ, mà lính tráng nó cười xấu hổ lắm bà. Dạ, dạ quan, chúng quan không cười đâu. Thôi ông đi, ông đã bị người ta phỉnh rõ. Tôi à, phen này tôi quyết phá tan hoang. Thôi bà đi về. Ông đi bà. Có biết nhờ ai mới có cái thẻ ngà này đeo ở trên ngực không? Tôi làm quan có cái thẻ chứ sao? Tôi phải đi mòn đường chết cỏ, hết bộ nọ tôi đến bộ kia mới có cái thẻ ngà này đeo ở trên ngực của ông. Ông đã mong bội nghĩa bạc tình. Làm ta tôi đi bà. Quyết lột chân lột chuỗi dầu xem về, này ông đi đi, ông gọi ông đi đi đây này. Ngoài kiếm áo vừa vừa, mà kiếm được áo thì tôi đi cho sướng ra. Bỏ giày xách cuốc chạy bon lê bon. Ông Huyền ơi, xa mà nó theo hết chỗ chuột. Huyền ơi, tôi Huyền theo con thế mà lại trốn đi được. Tôi đố ông có cánh mà bay lên trời cũng không thoát được tay tôi đâu. Sao bay xa chạy khó chui khó ngang. Ôi trời ơi, sắp phải lai rồi ông Huyền. Ngó trước ngự chấp trung chân ngó bước. Trời ơi, tôi chết rồi, bà đuổi đến nơi tôi làm thế nào bây giờ? Theo sáu sư tử đốc liên hồi. Chết rồi, tôi làm thế nào? Ai dạo, tôi chết thôi. Từ nãy tới giờ tôi cứ cầm cái đuốc này, tôi đang bảo huyện cứ theo hút đuốc đuổi theo. À phải rồi, chỉ cho bằng tôi dập đuốc đi. Ai nào? Trời ơi, tối quá. Vào bụi tôi ngồi. Đợi tôi mấy ông ơi. Bà Huyền tới đây sợ ắt phải quay trở lại. Ông Huyền ơi, đợi tôi ông ơi. Trời ơi, ông Huyền ơi.
Hay là kinh hồn đã chẳng theo biện dịp. Thôi bây giờ nhẹ nhàng tôi bước tới đầu thốt nà. Đây rồi, đúng đây rồi. Thầy lại có nhà không thầy lại ơi? Ai đó? Tôi đây, ra tôi nhờ một tí. Ô kìa bà lớn, đêm đã khuya, bà không đi nghỉ mà còn sang bên em chơi. Dạ, mời bà vào. Ê, nhà thôi, 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 thôi. Tôi đang định nhờ thầy chút việc. Vậy thầy thức hay là ngủ hả cô? Dạ, nhà em đi khám điền hòa. Đi với ai thế? Đi với quan lớn mà. Này này, ai nói với cô? Nhà em nói thế. Chết, chết. Thế là tôi chết mà cô nguy rồi cô ơi. Trời ơi, có chuyện gì mà bà lớn chết còn em lại nguy? Bà nói đi, kẻo em sợ lắm. Này này, trên công đường có cái con hến. Con hến là con nào hả bà? Nó có bùa mê thuốc lú rất cao. Nó bỏ trong huyện nhà tôi. Ủa chưa? Không ngờ nó lại bỏ cho cả thầy lại nhà cô. Bỏ cho thầy lại nhà tôi. Kìa, cô lại ơi, cô lại ơi. Thôi đúng rồi. Này này, tỉnh chưa này? Tỉnh chưa này? Có người đâu mà ghen đến thế cơ chứ. Tỉnh nhanh lên. Đêm nay hai thầy trò trên nhà nó suốt đêm đấy cô. Ở trên đó suốt đêm mà. Thảo nào mấy hôm nay về nhà người đâu chết rũ đâu. Cũng chết rũ. Tôi là bà lớn này, bà lớn này. Bà lớn ơi, bà có cách nào cứu em với? Bây giờ chỉ có cách tôi với cô đến nhà cái con hên. Phải rồi. Phá cho tan cái ổ này ra. Mang ông huyện thầy đề về giải bùa mê thuốc lú. Quyết không để hai thầy trò chết chung một lỗ. Đi nhanh lên, nhanh lên. Biết bà, bà chờ em một tí nhé. Chống lên. Đây rồi, đây ừ. Rồi. Thế, thế này tôi phải lên tới đó. Ừ. Nói cổ ông ấy về đây vắng lỡ. Ôi trời ơi. Thì em mới hạ cơn tức giận của em. Đi nhanh lên không mất chồng đến nơi rồi. Hến có nhớ mình không mà da xanh hẳn đi thế? Em nhớ cậu ạ. Thảo nào từ chiều đến giờ mà mắt trũng hẳn xuống rồi. Dạ.
hến nạ, bấy lâu mong mỏi gặp, bây giờ bướm mới cận bên hoa. Mỗi khi mình gặp hến, hến toàn nói những chuyện qua loa, không có đâu vào đâu cả. Bây giờ thì vắng vẻ có đôi ta, áp diện vào cho chắc. Ấy thế? Ai đó? Mình đó mà. Mình là ai? Là Đề chứ còn ai? Thầy Đề. Chết rồi. Sao cô đi mời ông Đề đến đây? Nào em có mời mọc gì đâu. Sao ông lại đến đây? Thì thầy đến bất thình lình đấy mà. Bây giờ làm thế nào? Bây giờ cậu hãy nghe em. Tạo chui vào cái gầm đây này. Không được, tôi là xã. Thầy vào một tí là thầy ra ngay đấy mà. Không được đâu. Ui dồi. Từng giây từng phút nay gặp mặt gặp mày, con dao ngồi bút rảnh tay, chén rượu vui vầy tiệc ngọc. Dạ mời thầy vào say rượu. Thầy ngồi trong đây chậm rãi cho em xin thơ bài câu chuyện đã nào. Nói gì thì nói đi. Dạ thưa thầy, luật nhà quan phải xử như thế nào? Ghẹo đàn bà ỷ thế cường hào, luật nhà quan có khi là xử tử. Xử tử? Thôi mình nói cứ một câu. Hến ơi! Ai đó? Mở cửa cho quan à. Dạ. Cô ơi, tại sao cô lại mời ông đi đến? Nào em có mời gì đâu. Cũng mời ông đi đến. Hến ơi! Thế làm thế nào? Việc cô đã lỡ rồi. Bây giờ thầy nghe em, tạm chui vào trong cái bồ này. Thầy Đề lại chui vào đây nhá. Thế này là quan ra ngay mà. Dạ. Ôi. Ê, quan đây, quan đây. Quan mà. Quan, quan. Dạ, tiệc rượu đón mừng phòng xuân. Hến, hến, đóng cửa lại. Dạ. Ta vào đi hến. Mời quan ngồi say rượu. Thôi mà, hến có biết vì sao mà hến được về không? Dạ, nhờ ơn quan mà em được về. Nhờ ơn quan, thế hến có biết vì sao mà hôm nay quan đến không nào? Dạ, em biết. Như hến là không phải mang trọng tội, vì quan có chút tình thương. Nhà hến nuôi chó đấy à? Dạ. Cho nên nhọc không nài vất vả nơi dọc đường. Thôi bây giờ thì tình chút thỏa trong cơn đêm vắng. Ấy, quan khoan đã quan ơi, chậm rãi cho em xin thưa vài câu chuyện đã nào. Ôi, nói gì nói mau lên, trời sắp sáng rồi mà. Dạ bẩm quan lớn, phe mù quá ý làm xã trưởng. Chó! Vậy thôi, luật nhà quan phải xử như thế nào? Ôi giày ve vãn là những chuyện tầm phào, bất quá bắt được đánh đòn phạt của thôi mà. Thôi ta đi đi hết. Ôi giời. Thằng xã, dạ. Con vào đây làm gì đấy hả? Dạ bẩm quan, quan xử như thế thì con sống như quan xử, như cái bồ kia là con chết ạ. À. Cái bồ làm sao? Dạ cái bồ lại đòi xử tử con ạ. À. Ôi giời ơi, thầy lại con đi làm gì đấy hả? À, con đi hỏi quan. Ngồi đầu mà ăn gì?
rồi. À, nhà mụ Hến đây rồi. Mở cửa ra. Ai đó? Mở cửa ra cho bà Huyền và bà Đề đến. Ui dồi ôi, bà Huyền và bà Đề đến. Chết luôn rồi, bà Huyền đến. Ôi trời ơi, trời ơi.